Đúng rồi. Đúng rồi. Em đưa cái này vô tầm giữa. Đúng rồi. Cái tay coi chừng đụng camera. Vô tầm giữa là được. Cái em cứ để cái vô tầm giữa. Ủa em bấm nhỏ đó. Em đừng có cần chích chi trời. Anh có mờ mờ đấy. À, rồi thôi. Mờ mờ ha. Mờ. Chị đưa tay đi mờ mờ đó. Thấy được mà. Xin vào đây xin. Thấy chưa? Em thả lỏng ra là được. Chị rất mà bà thu hề quá thôi. Đừng có rụt rịch nhiều nữa. Xong rồi hả? Xong rồi hả Dung? Ủa Dung không chạy máy hả? Dung bôi thuốc à? Ủa bôi cái nó cháy à? Bôi thuốc kiểu cháy môi hả Dung? Nhưng mà bôi cái nó cái này tự bông ra giúp mày khử thâm đúng không? Biết là dùng làm này khử thâm Thu sinh năm mấy Thu à? À, nhỏ Thu anh tuổi đó. Hơi xa xí nghe. Tha kệ chứ. Em quay là chị giống như là đóng phim Ấn Độ chậm dã man ok sẽ theo không được thấy chưa?
Nặng mà sợ theo không được. Chưa tìm được vị trí. Rồi, bỏ tay bên đây. Thấy cái kim là đi theo kim. Găng vô. Nằm từ từ ra là được. Hơi đau xíu. Tôi vào tay. Theo được không? Hơi đào xíu này, cục này hơi to. Đau rồi đó. Nhiều mà. Nó cục này nó hơi gầy. Chỗ này hơi lì một xíu. Không thành là nhau cũng đang thui đó kiểu như da chỗ này da trùng á, trùng khó nặng.
đau rồi. Xong rồi đây. Tắt đi.